năm 2 phẩm Căng Già Thiên. Lúc bấy giờ trong pháp hội có một thiên nữ tên là Căng Già Thiên, từ chỗ ngồi đứng dậy phủ che vai bên trái, gối phải quỳ xuống đất chắp tay hướng về Phật bạch: Bạch Thế Tôn, con sẽ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Cõi Phật mà con cầu như cõi Phật mà hiện nay Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì các đại chúng đã nói đầy đủ tất cả cảnh tướng cõi ấy ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Khi ấy Căng Già Thiên nói như vậy rồi, liền lấy các thứ hoa vàng, hoa bạc, hoa tươi trên bờ, dưới nước, các đồ trang nghiêm, và cầm một chiếc thiên y màu vàng cung kính chí thành mà giải trên Phật. Do thần lực của Phật, thiên y bay vọt lên hư không, xoay qua phía bên phải. Ở trên đỉnh Phật biến thành đài báu có bốn trụ, bốn góc, thêu dệt trang trí rất dễ ưa thích. Khi ấy thiên nữ cầm đài báu này ban cho các hữu tình đều có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ Như Lai biết thiên nữ kia chí nguyện sâu rộng, liền mỉm cười. Thường pháp của chư Phật khi mỉm cười thì có các thứ hào quang từ miệng phóng ra, nay Phật cũng vậy, từ trong diện môn của ngài phóng ra các thứ hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, biếc, tím, lục, chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới trong mười phương, rồi trở lại cõi này. Hiện đại thần biến vòng quanh Phật ba vòng, nhập vào đỉnh Phật. Lúc bấy giờ A Nan thấy việc ấy rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ xuống đất chắp tay hướng về Phật bạch: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Vì chư Phật mỉm cười chẳng phải là không nhân duyên. Phật bảo A Nan: Này thiên nữ này, ở đời vị lai sẽ được làm Phật, kiếp tên Tinh Dụ, hiệu Phật là Kim Hoa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. A Nan nên biết, này thiên nữ này, tức là nữ thân cuối cùng phải thọ, bỏ thân này rồi liền thọ nam thân tận đời vị lai, chẳng thọ lại thân nữ. Từ đây chết rồi sanh vào thế giới rất dễ ưa thích của Đức Phật Bất Động Như Lai ứng chánh đẳng giác ở phương Đông, tại cõi Phật kia sinh tu phạm hạnh. Vị nữ này ở thế giới ấy cũng có tên là Kim Hoa, tu các hạnh Đại Bồ Tát. Này A Nan, Đại Bồ Tát Kim Hoa này ở cảnh giới ấy chết rồi lại sanh phương pháp. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sanh ở bất kỳ cõi nào thường chẳng xa Phật. Như chuyển luân vương từ đài quán này đến đài quán khác vui vẻ hưởng lạc cho đến mạng chung, chân chẳng chạm đất. Bồ Tát Kim Hoa cũng lại như vậy, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cho đến quả vị giác ngộ cao tột. Ở trong đời nào thường không xa Phật, nghe thọ chánh pháp, tu hạnh Bồ Tát. Lúc bấy giờ A Nan thầm nghĩ thế này: Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng nên tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Chúng đại Bồ Tát ở pháp hội ấy số nhiều hay ít giống như hội chúng Bồ Tát của Phật này. Phật biết ý nghĩ ấy bảo A Nan: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nghĩ. Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng vì chúng hội tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Chúng đại Bồ Tát ở pháp hội kia số nhiều hay ít cũng như hội chúng Bồ Tát của Phật này. Này A Nan nên biết, đại Bồ Tát Kim Hoa ấy khi thành Phật thì thế giới của Phật ấy số lượng đệ tử xuất gia rất nhiều, chẳng thể tính đếm, đó là chẳng thể tính đếm, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn, hoặc ức, hoặc trăm ức, hoặc ngàn ức, hoặc trăm ngàn ức, hoặc triệu, hoặc trăm triệu, hoặc ngàn triệu, hoặc trăm ngàn triệu, chúng đại bí xô, chỉ có thể nói tóm lại là vô số vô lượng vô biên trăm ngàn ức triệu chúng đại bí xô. Này A Nan nên biết, đại Bồ Tát Kim Hoa ấy khi thành Phật ở cõi Phật ấy không có nhiều tội lỗi như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này đã nói. Bấy giờ cụ thọ A Nan lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay thiên nữ này trước đây đối với Đức Phật nào đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, mà nay được gặp Phật cung kính cúng dường để được thọ ký bất thối chuyển. Phật bảo A Nan: Nay thiên nữ này ở chỗ Phật Nhiên Đăng đã phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, cho nên nay gặp ta cũng cung kính cúng dường để được thọ ký bất thối chuyển. Này A Nan nên biết, ta ở chỗ Phật Nhiên Đăng thời quá khứ dùng năm cành hoa để giải cúng Phật, phát nguyện hồi hướng. Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác biết căn cơ của ta đã thành thục nên thọ ký cho ta. Bấy giờ tiên nữ nghe Phật thọ ký đại Bồ Tát cho ta, vui mừng nhảy nhót, liền dùng hoa vàng giải cúng trên Phật và phát tâm cầu quả vị giác ngộ ca tột, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, khiến ta ở đời vị lai khi Bồ Tát này thành Phật thì cũng như Phật hiện tiền hôm nay thọ ký đại Bồ Đề cho ta, cho nên ta nay thọ ký cho thiên nữ ấy.
Cụ thọ A Nan nghe Phật nói xong vui mừng nhảy nhót lại bạch Phật: Này thiên nữ này, từ lâu vì quả vị giác ngộ cao tột trồng cội phước đức, nay được thành thục nên được Phật thọ ký. Phật bảo A Nan: đúng vậy, nay thiên nữ này từ lâu đã vì quả vị giác ngộ cao tột trồng cội phước đức, nay đã thành thục nên được ta thọ ký.